Hi, hello. We are live. Okay. So yeah. Can you come closer? Can you come closer? Okay. Yes. Let's start. Can you see it over here? Yeah. Yeah, I think we live at English Sonoy. You think we live? Okay. Can you come closer? So, the first question. The first question? Not yet. We chat a little bit. Oh, can you say hi to Mr. Thắng? Hello, Thắng. Can you say louder? Thắng. Can you say louder? Hi. He's used to be in my class. Oh, okay. Con chào Thú Thắng đi. Con chào Thú Thắng ạ. Con chào to lên. Con chào Thú Thắng ạ. It's little Grady. Đấy, chú biết tên con ấy. Xin chào tất cả các bạn. Có 6 người đang xem chúng ta rồi đấy. Ê Xuyệt ạ. Really? Ừ. Chủ đề của chúng ta trong ngày hôm nay là làm thế nào để chúng ta có thể học tiếng Anh được tốt. Con có sẵn sàng tham dự livestream của ngày hôm nay của English Hà Nội không? Có. I'm ready. I'm ready. Okay. Rồi chú Thắng nói, con có thể đọc xem chú Thắng nói cái gì không? Ace Peter Grady giỏi tiếng Anh quá. Đọc ngược à? Chú bảo đọc giỏi tiếng gì nhỉ? Giỏi tiếng gì đây? Chú đã nói gì đấy? Giỏi tiếng Việt nhỉ? À, tiếng Việt đúng rồi. Chủ đề hôm nay là một chủ đề rất là thú vị. Mình sẽ phỏng vấn Ace Việt về cách học tiếng Anh cũng như là những khó khăn mà Ace Việt đã trải qua khi mà học tiếng Anh. Các anh chị có thể và các bạn đang xem livestream thì có thể share về tường để những cái bố mẹ nào mà hiện nay đang mong muốn dạy tiếng Anh cho con có thể cùng xem cái cách mà Ace Việt học tiếng Anh nhé. Mọi người có thể share livestream được không ạ? Okay. Cô Kim Anh nhỉ, có cô Kim Anh đang chào xem đấy, con Kim chào Anh. Cô đi. Chào cô Kim Anh. Kim Vũ is watching. Yes, she's watching. Hey. Yeah, I know. Tuấn is cô Trang này, cô Trang đang xem Ace Việt đấy. Can you come back a little bit because okay. You look closer. Yeah. Are we ready for the question? Not yet. I think we have 30 people now. 98. Yes. Ooh. 28, 32. Wow. So like 32 people watching Ace. So, Ace, I have some questions for you. Okay. What's your name? My name is Ace. And where are you from? I'm from Canada. I'm half Canada and I half Vietnam. Oh, you half Canada and you half Vietnam. So yes. So is your mom from Canada? No. No. My dad. Your He's dad. Oh, okay. So what subjects do you like most at school? I think is science. Science. I see. Okay. Can you speak louder? Science. Science. Yeah. Yeah, con chào chú Ngọc đi. Con chào chú Ngọc ạ. Oh, có 34 người đang xem livestream của con. Sau đây thì mình sẽ phỏng vấn Ace Việt một số những câu hỏi. Các anh chị và các bạn có thể sau đó thì mình sẽ chia sẻ phỏng vấn Ace Việt cách mà Ace Việt học tiếng Anh như thế nào. Mọi người có thể share livestream về tường nếu mà mình đang bận không xem được thì có thể sau cái livestream này mọi người có thể xem lại ở tường nhà mình. Mọi người cùng share livestream của Ace Việt nhé. Đấy, mọi người thích con ấy. Okay. So who's your best friend? Đình Quang. Đình Quang. Yes. Oh, and what is your favorite color? My favorite color is red. Red, I see. And do you like living in Vietnam? Yes. Yes? So what is your favorite Vietnamese food? Noodles. Noodle? What kind of noodle? Spicy noodles. Spicy noodle? Yes. I see. So you like spicy food? Yes. I see. And so like, oh, the number is going up. 7. Cô Soan kìa, con chào cô Soan đi. Chào cô Soan ạ. Cô Soan là một trong những học viên của mẹ đấy.
Nguyễn Thủy. À, cô Thủy. Con chào cô Thủy đi. Con chào cô Thủy con, ạ. Cô Thủy, con nhớ cô Thủy ở trường con không? Không. Không ạ. cô Yên kìa, con chào cô Yên đi. Con chào cô Yên ạ. Ok, rồi. Nào, Ace Việt ơi. Dạ. Mẹ có một số câu hỏi cho Ace Việt nhé. Ước mơ viển vông nhất của Ace Việt là gì? Con nghĩ là làm ra gì nhỉ? Làm ra một công ty có thể chế tạo ra những cái máy có thể giúp thế giới hơn và làm cho thế giới một chỗ tốt đẹp ạ. À thế à? Chiếc máy đấy dùng để làm gì nhỉ con nhỉ? Máy đấy có thể hút bụi. À, hút khói bụi? Khói bụi như lửa, kiểu lửa làm ra khói và nó có thể hút được khói. À, hút khói bụi vì con thấy như thế thì ô nhiễm không khí đúng không? Nó thấy ô nhiễm không khí như thế. Ồ. Đã làm ra máy đấy. Ok, vậy thì con thấy câu này, mẹ thấy câu này rất là dài. Nếu mà trong trường hợp Asiet muốn nói câu này bằng tiếng Anh thì con nói như thế nào? Mẹ hỏi lại nhé. Ok. So, ôi cô Thu kìa. I will create a machine that could take different kinds of smoke, like smoke from a fire or smoke from a road, and sometimes it could suck air and sometimes it could put air out by opening a door. Câu này khá là dài mà Isia trả lời rất là nhanh. Hello. Oh. Cô bảo là cô là Thanh An. Cô Minh Thu comment gì kia, con chào cô Minh Thu. Mọi người con cho Isia like và share được không ạ? Em cô đọc cô bảo con là lớn quá rồi, nói tiếng Việt siêu quá rồi. Ok. Nào, mẹ có những câu hỏi này dành cho Việt nhá. Asiet nói tiếng Anh khá là tốt đúng không? Ok. Thế thì theo con làm sao để có thể học giỏi được tiếng Anh? Mình phải tập luyện. Mình phải tập luyện à? Hàng ngày. Lập việc tập luyện hàng ngày. Thế Asiet có tập luyện hàng ngày không? Một chút à? Đấy, mỗi ngày một chút. Mỗi ngày một chút. Thế thì Asiet phải chăm hơn nhá. Ok. Rồi, thế thì con học giỏi tiếng Anh để làm gì nhỉ? Học giỏi tiếng Anh để mai sau con nói chuyện với những người tiếng Anh ạ. À, nói chuyện với những người tiếng Anh à? Nói chuyện với những người nói tiếng Anh. Cô Ngọc hỏi con kìa. Hả? Cô Ngọc hỏi con là gì nhỉ? How old are you, Việt? How old are you? I'm 10 years old. 10 years old? You big boy now. Yeah. Rồi, thế thì Việt nói tiếng Anh rất là siêu. Vậy thì trong quá trình việc học tiếng Anh thì con có gặp khó khăn gì không? Có. Con gặp khó khăn gì nhỉ? Spelling. Spelling. Spelling trong tiếng Việt là gì nhỉ? Gì nhỉ? Gì nhỉ? Yeah. Con chỉ biết tiếng Anh thôi à? Spelling. Spelling là mẹ dịch nhá. Đánh vần. Đánh vần. À, đánh vần. Thế thì con thấy tiếng Anh đánh vần khó à? Đúng rồi ạ. Đúng rồi à. Thế thì con vượt qua cái khó khăn này như thế nào? Phải hỏi các bạn và cố gắng. À, phải hỏi các bạn để cố gắng. Ok, rồi. Thế thì con vượt qua cái khó khăn như vậy rồi. Thế nếu như mà Việt Asiet muốn giúp đỡ mọi người nói tiếng Anh thì con nghĩ là mình nên làm như thế nào nhỉ? Nếu mà con muốn giúp đỡ mọi người học tiếng Anh, nói tiếng Anh như con. Nếu ai mà cần giúp đỡ thì con sẽ bảo người đấy và con sẽ giúp. À, con sẽ giúp à? Sẽ giúp. À, thế thì chú Việt xem con nhỉ? Chú Việt ạ. Rồi, thế vì theo Việt nghĩ thì bố mẹ có nên dành thời gian để thực hành nói chuyện cùng con cái không? Có ạ. Con có thích nói chuyện cùng bố mẹ không? Có. Bố mẹ có hay nói chuyện tiếng Anh cùng với con không? Có ạ. À, con hay hỏi mẹ đánh vần từ này như nào đúng không? Ok, rồi, very good.
So, đấy, xin chia sẻ mọi người một chút là Asiat nhà mình chậm nói đến I'm cheap, hình như bạn cheap của con đấy. Wait a minute. Bạn chú Việt kìa. À, bạn Việt nhà mình thì đến năm 3 tuổi vẫn chậm nói, không biết nói. Tuy nhiên thì sau năm 3 tuổi thì bạn bắt đầu thực hành nói. Thì một cái bí quyết mà khi mà mình luyện tập tiếng Anh cho con đấy là thường thì mọi người cứ sợ là khi mà giao tiếp với con hai ngôn ngữ cùng một lúc ở tuổi nhỏ thì con sẽ bị lẫn. Tuy nhiên thì thật ra là không phải vậy. Bạn cứ tiếp tục mà nói chuyện với con. Mỗi một đứa trẻ thì nó lại có cái khả năng hấp thụ ngoại ngữ khác nhau. Ví dụ như hai bạn nhà mình thì vì sao mình lại làm cái livestream này, vì là trong lớp của mình trong tuần vừa rồi thì có mấy chị đi học tiếng Anh chỉ để về nhà nói chuyện với con, bởi vì là con học nói tiếng Anh siêu quá, và các mẹ sợ là không nói chuyện được với con, không dạy được tiếng Anh cho con, hoặc là con chê là phát âm không tốt. Thế nên là bắt đầu đi học tiếng Anh tại English Channel. Có rất nhiều lý do như thế, nên là mọi người thì cứ thường hay gặp và hỏi là ở nhà thì luyện tiếng Anh cho Ace Việt và Annabelle như thế nào. Thế nên là mình làm livestream này. Hey, come on guys. Để chia sẻ mọi người cách mà luyện tập với con ở nhà. Bí kíp thì cũng không có gì đặc biệt lắm. Như mọi người thấy đấy, cách duy nhất đó là mình cần phải nói chuyện với con hàng ngày bằng tiếng Anh. Nếu anh chị và các bạn nào mà không có thể giao tiếp được bằng tiếng Anh thì mình sẽ cần cho con tiếp xúc với tiếng Anh thôi. Bởi vì là chỉ có cho tiếp xúc nhiều và nói chuyện với con hàng ngày thì con mới có thể giao tiếp được. Đấy chính là cái cách mà mình áp dụng tại English Hà Nội, kể cả cho người lớn. Vì nếu như mình không thực hành và mình không tự nói ra thì mình sẽ không bao giờ có thể nói tốt được tiếng Anh cả. Mẹ. Hey guys. Mẹ. Ơi. Kia cô Nguyễn. À ok. Oh sorry. Can mẹ cứ mãi nói. Spell your name. Oh, can you spell your name? I can hear your name for you. Oh. So okay. Can you spell your name? It is easy. A C E V I E T. Done. Cô Ngọc ra câu hỏi thử thách thế nhỉ? Spelling Ace Việt. Yeah, it's easy. Ace Việt, easy. Con thấy spelling tên con easy à? Mm-hmm. Okay. Because it's my name. Alright. Okay. Mẹ chia sẻ tiếp nhé. Được ạ. Okay. Và đấy, một cái cách duy nhất đấy là gì ạ? Là mỗi ngày một chút mọi người nói chuyện với con bằng tiếng Anh. Đừng lười. Đừng ngại xấu hổ, bởi vì nếu mà mình không tiếp xúc thì chắc chắn là con sẽ không nói được tiếng Anh tốt đâu ạ. Để cho trẻ tự nhiên nhất là cái lúc mà mình cứ giao tiếp tiếng Anh. Một số người thì cứ sợ là khi mà mình nói tiếng Anh mà tiếng Anh của mình chưa chuẩn thì có thể làm ảnh hưởng đến con. Tuy nhiên là cái mục đích mà của việc học giao tiếp ý, là của việc nói ý, bởi vì nghe nói trước và đọc viết sau mà. Các bé sẽ toàn dành những cái năm đầu đời để mà mình học nghe và học nói tiếng Anh trước khi mà học viết. Thế nên bố mẹ cũng đừng có sợ quá. Cứ giao tiếp với con thôi. Cố gắng hàng ngày nói chuyện một chút với con để con có thể gì ạ? Thực hành được tiếng Anh dần dần. Và đấy là cái cách mà mình giữ tiếng Anh cũng như tiếng Việt cho con. Annabelle nhà mình lúc đầu... Ace Việt thì chậm nói đến 3 tuổi nhá. Annabelle thì nói tiếng Việt rất là tốt. Tuy nhiên thì đến mình nhớ là năm bạn ấy 1 tuổi rưỡi, bạn ấy về Canada thì trong những cái tuần đầu ấy thì bạn không hề nói một chút tiếng Anh nào cả, gần như là 2 tuần đấy. Bạn không nói, ai hỏi gì bạn cũng nghe và bạn làm thôi, bạn không nói. Nhưng mà đứa trẻ nó như một cái miếng thấm hút ấy ạ. Khi mà nó đã ngấm cái quá trình mà mình nói chuyện với bạn ấy hàng ngày rồi thì đến lúc mình cũng rất là bất ngờ, sau 2 tuần mà bạn ấy im lặng ấy, thì đến tuần thứ 3 mình, đợt đấy thì nhà mình ở Canada 6 tuần, thì đến tuần thứ 3 thì bắt đầu là bạn ấy nói
tiếng Anh rất là siêu. Bạn ấy nói vang, nói hết được tất cả các câu. Thế nên là mọi người cũng đừng lo lắng quá, cứ có cơ hội cho con nói chuyện. Và nếu bạn bố mẹ có khả năng nói tiếng Anh thì cứ nói chuyện tiếng Anh với con thôi, cho con tiếp xúc với tiếng Anh càng nhiều càng tốt, để con có thể ngấm vào cái não bộ trong cái bản đồ ngôn ngữ của mình. Người ta nói là gì nhỉ? Nếu biết một ngôn ngữ là sống một cuộc đời, vậy thì nếu biết hai ngôn ngữ thì là sẽ sống hai cuộc đời. Chính vì vậy là nếu như mà mình về có cơ dịp về Canada thì mình sẽ cho Ace Việt và Annabelle học thêm tiếng Pháp nữa. Do you want to study French? Yes. Yeah? Okay. Vâng. Ace, cô Ngọc bảo con kìa. I like you. Mom. And your mom and dad have a good night. See you again. Yeah. Rồi, vậy thì đấy là một cái tips nhỏ cho tối thứ sáu này. Và chúc mọi người một cái buổi cuối tuần thật là vui vẻ. Hôm nay thật là mưa giông bão đúng không nhỉ? Okay, do you wanna say goodbye? Bye bye everyone. Goodbye for now and see you next live stream. By the way, ngày mai thì mình với thầy Patrick có tổ chức một buổi học thử cũng như là kiểm tra đầu vào để giúp các bạn có thể có được những cái phương pháp học tốt nhất, cái cách học tốt nhất, cái cách nhớ từ vựng như thế nào tốt nhất. Vậy thì nếu như mà ai mà chưa biết trình độ tiếng Anh của mình cũng như là mong muốn trải nghiệm cái buổi học này cũng như là xét lại cái bản đồ thành công cho mình thì đến tham dự cũng như là share cái thông tin về buổi học mẫu, buổi học trải nghiệm ngày mai tại English Hà Nội lúc 2:30 thứ bảy ngày mai nhé. Alright, see you next time and goodbye.